Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là TH Vlog. Thì trước khi vào video thì các bạn ủng hộ mình bằng cách cho mình một like, subscribe kênh cũng như là bình luận dưới phần bình luận các bạn nhé. Rồi thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mèo hoặc là một cái cách nào đấy để các bạn có thể đốt cháy mọi thứ mà không có cần bật lửa hộp quẹt các bạn nhé. Rồi thì cái này nghịch cho nó vui thôi. Nó sử dụng bằng pin hoặc là pin 9V hoặc là sạc dự phòng như mình cũng được. Với lại là một cái jack cắm USB. Ở đây thì mình đã làm sẵn rồi, bây giờ các bạn chỉ xem qua một phát này. Bây giờ mình sẽ kết nối giữa cái USB này với jack cắm các bạn nhé. Đó, các bạn hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó, hiểu rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cho các bạn xem. Các bạn chỉ cần có một cái tờ giấy để các bạn có thể đốt cháy nó lên. Khói lên. Ngon ngay. Đấy, các bạn có thể thấy này, nó có thể đốt cháy các bạn nhé. Đây ở trong nhà nhưng mình không có cho nó cháy ra. Khói rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, cháy rồi, cháy rồi. Ui, 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 nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Mình đang ở trong nhà các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách làm luôn. Đầu tiên thì mình sẽ phải phá hủy cái này đi. Đó. Những vật liệu cần thiết đầu tiên, một cái jack cắm USB với lại một sạc dự phòng hoặc là pin 9V. Để qua một bên nhá. Tiếp theo là cái bộ dụng cụ đồ nghề của mình, bao gồm rất là nhiều dây điện luôn các bạn ạ. Nhưng mà ở đây mình không phải là lấy dây điện các bạn nhé, mà mình sẽ sử dụng cái dây meso hay còn gọi là dây đốt nóng các bạn. Cái dây này thì mình lấy ở trong cái nồi cơm điện hư. Các bạn nhà mà có nồi cơm điện hư thì các bạn nhanh chóng phá nó ra và lấy những cái này rất là hữu ích luôn các bạn nhé. Có thể chế được rất là nhiều cái. Và trong những cái video tương lai thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm dây cháy chậm cho pháo bằng cái này các bạn ạ. Nói nhỏ thôi. Các bạn nghe chưa? Làm dây cháy chậm ngoài kích nổ bằng điện các bạn ạ. Cho nó mới lạ nhá. Rồi, ở đây thì mình đã có rất là nhiều loại này các bạn. Từ loại lớn này, chẳng hạn như là cái dây meso này, dây lớn này. Dây này thì các bạn có thể sử dụng để chế mỏ hàn mini. Mỏ hàn bằng pin tiểu đấy, pin 9V đồ ấy. Đó, là chính là cái dây này. Nhưng mà đây là mình sẽ sử dụng cái dây nó mỏng hơn rất là nhiều các bạn ạ. Phải nói là mỏng hơn cả sợi chỉ luôn. Rồi, mình cũng không thấy để mà lấy luôn. Bạn chờ mình lấy cái dây này ra nhá. Rồi, nắm được đầu nó rồi nè các bạn. Bây giờ thì các bạn kéo để cho nó ra. Cái này nó xoắn ở trong cái bông này các bạn. Đây, nắm được cái đầu nó rồi nè. Bây giờ thì phải khựa tay thôi các bạn ạ. Các bạn chỉ cần gỡ ra cho mình một đoạn thôi. Dây này của mình thì rất là nhiều. Do mình đang quay ở trong chỗ thiếu ánh sáng cho nên là nó lên nét hơi bị kém các bạn nhé. Các bạn thông cảm giúp mình. Mục đích là làm chơi thôi các bạn ạ. Nghịch nghịch cho nó vui. Đấy, các bạn có thấy cái dây mình đang cầm không? Đó, chính là nó đấy. Cực kỳ mỏng, cực kỳ nhỏ luôn các bạn nhé. Mỏng mỏng, cực kỳ mỏng luôn. Cắt bớt cái dây này đi. Đấy, nó ra rồi. Đây. Bạn nào tinh mắt tinh ý thì có thể để ý được cái dây. Ui giời. Nó phải nói là cha của nhỏ luôn. Các bạn chỉ lấy một đoạn tầm cỡ 5 đến 7 cm chỉ đấy thôi các bạn ạ. Thôi, mình cắt hơi ngắn rồi. Cho nó dài một chút dễ làm hơn. 10 đi, cho 10 cm chỉ đấy đi. Đó. Bạn có ít thì các bạn có thể làm ít để tiết kiệm lại nhá. Rồi, các bạn có thể thấy cái sợi dây của mình này. Đấy, nó lấp lánh đấy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quấn vào để làm sao cho nó đốt cháy này. Đầu tiên thì các bạn hãy chuột để nó lòi hai cái đồng của cái dây cắm USB này đi. Sau đấy các bạn đặt vào đây. Các bạn xoắn lên từng vòng giống như lò xo các bạn nhá, chứ các bạn đừng có vò vào giống như nối điện. Để cho nó giữ nhiệt, giữ nóng hoặc là đốt cháy các bạn ạ. Rồi. Khổ quá. Nó khá là nhỏ nên hơi khó làm một chút. Đấy, các bạn xoắn thế này. Xoắn cho hết cái dây đồng này luôn. Các bạn xoắn càng nhiều thì hình như là nó đốt nóng được càng lâu. Đấy, tiếp tục bên này. Các bạn phải xoắn dưới lên này nhá. Đấy, cứ xoắn theo cái dây đồng này.
Trong camera nó hơi khó thấy nhỉ. Hôm nay mình không có ra ngoài quay video, ở trong nhà luôn. Cắt. Đấy, phần thừa mình cắt đi. Bây giờ thì mình đã được một cái dây như thế này. Lấy nét cho các bạn xem nhé. Đó. Cái dây cực kỳ mỏng đó các bạn. Này, các bạn xem này, cực kỳ mỏng nên hơi khó thấy một chút. Nhưng mà bây giờ mình thử cắm điện lên là các bạn sẽ thấy à. Đây. Đó, độ chói luôn các bạn ạ. Cực kỳ nóng luôn. Lấy nét lại cho các bạn xem này. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Cái này có thể đốt hoặc kích nổ làm cái ngòi nổ của ngòi dẫn cũng được các bạn nhé. Cực kỳ đỏ, đỏ, đỏ thén luôn các bạn. Này, bây giờ mình sẽ tiếp tục test cho các bạn xem này. Đấy, các bạn có thể dùng nó để nhóm lửa hay là cắt xốp đủ thứ luôn. Ô, rồi đứt mất rồi các bạn ạ. Nó đứt mất rồi. Đấy, một cái nhược điểm của cái dây này đó là nhanh đứt bởi vì nó rất là mỏng. Nếu như mà dây ở dòng điện nó đi qua khá là lớn các bạn, nó sẽ làm đứt cái dây này. Đó, nói chung là các bạn có thể nghịch từ những cái dây meso này các bạn nhá. Mình nhắc lại là dây này mình lấy ở trong nồi cơm điện. Rất là nhiều loại luôn. Để mình lấy được lấy được chừng này luôn các bạn. Đó, chừng này luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ like cũng như là subscribe kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.